Kính chào quý khán giả, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ký kết luận sửa đổi, bổ sung nội dung kết luận thanh tra 6738 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tham mưu giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm. Theo đó, kết luận này sửa đổi, bổ sung số liệu trong kết luận thanh tra trước. Đặc biệt, kết luận thanh tra ký ngày 5 tháng 7 năm 2024, lần này giao thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết để tiếp tục điều tra dấu hiệu về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015. Còn trong kết luận lần trước chỉ yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo kết luận thanh tra, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, có 115 thửa đất với tổng diện tích 236.688,6 m² đã được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại ba xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi. Trong đó có 79 thửa đất với 33.846,4 m² cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng quy định pháp luật. Có 9 thửa đất diện tích 4.514,4 m² thì các hộ dân đã sang nhượng. Ngoài ra, có 19 thửa đất diện tích 195.681,2 m² cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không đúng quy định pháp luật. Và có 5 thửa đất diện tích 39.048,6 m², đất cũng đã được các hộ dân sang nhượng. Theo kết luận thanh tra, để xảy ra việc này là do Phòng Tài nguyên và Môi trường đã không thực hiện đúng thủ tục, nhưng đã tham mưu cho phép một số hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn có diện tích lớn gần 1.000 m². Tuy nhiên, quá trình đo vẽ giải quyết cho hộ dân được tự chừa đường đi một phần diện tích không xin chuyển mục đích sử dụng đất để tránh việc nộp tiền sử dụng đất. Việc này theo kết luận thanh tra có dấu hiệu nhằm mục đích tách thửa phân lô bán nền, không đúng nhu cầu sử dụng đất và không phù hợp với quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Kết luận nêu rõ, việc Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 79 thửa đất với tổng diện tích 32.835,7 m², cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm với 19 thửa đất với tổng diện tích là 195.681,2 m², không đúng quy định pháp luật, đã làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm. Đồng thời, với việc thu hồi, hủy các quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số hộ gia đình cá nhân, việc xin rút hồ sơ đã gây nên tình trạng phản ánh, khiếu nại phức tạp, bức xúc trong dư luận xã hội. Đối với một số cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất từ các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật không thể thu hồi, hủy bỏ, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương. Những hạn chế sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường, cá nhân trưởng phòng là ông Phạm Thanh Thái, chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ, ông Lê Hoàng Anh Tân và nhân viên hợp đồng, ông Lê Hồ Khải, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra còn có liên quan đến trách nhiệm của công chức địa chính, xây dựng, phụ trách công tác quản lý đất đai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm trong thời kỳ thanh tra. Ngoài việc chuyển sang cơ quan điều tra, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý các quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng pháp luật cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Thưa quý vị, từ vụ việc sai phạm liên quan công tác quản lý sử dụng đất đai ở xã Hồng An bị phanh phui hồi tháng 2, đến nay, qua 3 giai đoạn điều tra chính, đã có tổng cộng 10 người là cán bộ, lãnh đạo từ cấp thôn đến cấp huyện ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam. Hàng loạt sai phạm được chỉ ra như lạm quyền từ cán bộ phụ nữ, bí thư chi bộ, trưởng thôn đến lãnh đạo xã, cán bộ, lãnh đạo chuyên môn cấp huyện cấu kết làm trái quy định, tham mưu sai. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện cũng lợi dụng chức vụ quyền hạn. Diễn biến cụ thể của vụ án lạm quyền có hệ thống trên diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, sự việc trên bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2024, khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 357 Bộ luật hình sự. Hai trong số 5 bị can là lãnh đạo xã Hồng An, gồm ông Đường Khắc Thủy, 59 tuổi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, và ông Trần Hữu Dũng, 43 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nguyên công chức địa chính đất đai. Còn lại 3 bị can là cán bộ thôn Bắc Sơn, gồm các ông Trần Ích Vinh, 60 tuổi, bí thư chi bộ thôn, Trần Quang Bảo, 60 tuổi, trưởng thôn,
và Đường Thị Hoa, 56 tuổi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao khi tiến hành chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m² đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng. Tiến hành mở rộng điều tra vụ án lạm quyền nói trên, ngày 5 tháng 4, các cơ quan tố tụng tại huyện Hưng Hà tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng là cán bộ, lãnh đạo chuyên môn tại huyện Hưng Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Những người này gồm ông Nguyễn Tiên Phong, 49 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà; Trần Đức Quang, 40 tuổi, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà; Trần Thị Hải, 47 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà; và Nguyễn Anh Hoàn, 45 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Lý do trong 2 năm 2019-2020, các bị can nói trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai khi thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với hơn 6.000 m2 đất, giao trái thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng. Việc làm này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 273 triệu đồng. Chưa hết, các đối tượng còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2 m² đất, giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, diện tích đất này sau đó được chia tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vừa nêu. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Dương, 58 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà để điều tra về cùng tội danh. Ông Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà trong khoảng thời gian hơn 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2022. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, ông Dương là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình. Cũng trong khoảng thời gian ông Dương làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, đã xảy ra vụ việc 4 cán bộ, lãnh đạo ở Phòng Tài nguyên và Môi trường và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà cấu kết làm trái các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, tham mưu sai trái cho lãnh đạo cấp trên, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và một số cá nhân như đã nêu ở trên. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan các vụ việc về đất đai, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Tiên Phong, 49 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hưng Hà. Cùng bị bắt với ông Phong còn có ông Trần Đức Quang, 40 tuổi, lao động hợp đồng tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà; bà Trần Thị Hải, 47 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà; ông Nguyễn Anh Hoàn, 45 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hưng Hà. Những bị can trên bị nhà chức trách huyện Hưng Hà cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Diện tích đất liên quan lên tới 6.494,9 m² được giao đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó là tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở không đúng đối tượng đối với hơn 2.880 m² đất, giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Liên quan vụ việc, trước đó ngày 27 tháng 2, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đường Khắc Thủy, 59 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An; Trần Hữu Dũng, 43 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã; Trần Ích Vinh, 60 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Trần Quang Bảo, 60 tuổi, trưởng thôn Bắc Sơn; Đường Thị Hoa, 56 tuổi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, nguyên phó thôn Bắc Sơn, để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong năm 2018, 5 cán bộ trên ở xã Hồng An đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng hơn 5.269 m² đất chuyên trồng lúa ở xã, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân số tiền hơn 221 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!